Chào anh em. Hôm nay mấy đồng chí đồng đội 2 yêu nhau mẹ tình thắm thiết quân dân. Kinh quá, đi chẳng hộ nhau này. Kinh quá. Thế làm sao tự nhiên xe hỏng hay nào hả anh? Anh là người dân Quốc Khích hay anh nào anh? Quốc Khích không? Anh là lái xe hay nào? Ôi hiu quá. Thì mẹ xe đang bấm phanh. Mà tự đéo nào thì mẹ nó đéo mở được cửa. Chán vãi. Em là trên bản mới về. Còn mẹ nửa ai chứ này khổ thế. Đèn nháy như đúng rồi. Úi trời. Em thích cái đèn nháy này. Xe này là con 89C05283 đang chở điều hòa mà thế đéo rồi mẹ chăng bạt nhau đi đúng rồi. Buồn thế. Mệt quá. Mình thế đéo xe này xe tự chạy gì nên xe này xe ma hay sao ấy. Em lên chịu. Em là Sơn Nguyễn nhá các cụ nhá. Không lâu lắm không nên đăng lên anh em lại quên. Buồn quá, xe em đang hỏng. Kéo giờ làm nào đè lỗi giờ. Chào các đồng chí, tôi yêu các đồng chí quá. Xin phép các đồng chí tôi mượn cái ghế này ngồi đi cho đỡ mở chân với xe tôi đang hỏng. Vâng, cảm ơn các đồng chí. Ui, điện thoại đẹp thế. Mượn cái ghế ngồi cho nó mát. Kéo làm này, buồn quá. Chứ bao giờ tôi yêu cái tình quân dân của đồng tình quân dân nó thâm thiết như cái lúc này. Ôi dồi ôi, thì đéo nào mà thì đéo là hỏng, không hỏng cái chỗ nào, hỏng đúng cái chỗ này. Em quay mặt em đi cho nó vui nhỉ. Chắc có đâu chị. Ôi dồi ôi. Em là Xuân Nguyễn, nhìn mặt em nó hơi ngu một tí thôi. Hôm nay thấy các đồng chí cảnh sát giao thông giúp cái đồng chí lái xe kia để mở cái cửa kính. Em đi ra, em đi qua tới em ra mày. À, thằng này đang chửi em ạ. Dạ, anh chửi em à? Anh là người dân Quốc Khích à? Ừ. Người dân Quốc Khích à? Em sợ người dân Quốc Khích quá. Các cụ cho em xong vụ này cho xem. Không, em đứng em xem thôi. Xe thì đã bị sập quá, các anh giúp. À, thế có vấn đề gì không em? Không ạ, cảm ơn anh. Thì em vẫn bảo là tình quân dân nó thắm thiết mà anh. Các anh còn phải gọi thợ khóa hộ người ta, được chưa? À vâng, em cảm ơn anh. Thông cảm. Cam em nó đang quay đấy. Thằng nào liếm hộ em phát.
Chắc là định gọi người nọ kia ra kiểu như là để em xem mấy thằng này nó quen mà. Địt mẹ nhìn cái mặt em nó khác. Còn như kiểu như mấy cái thành phần quá khích này đối với em ấy. Ít mẹ chuyện vặt. Xin lỗi các cụ đi. Em nó hơi láo đi. Để em xem bảo này. Anh ơi, bây giờ xe em nó không cài số được, anh ra giúp em hộ cái. Các đồng chí ơi. Ồ. Thế bây giờ xe em không vào số được, em cứ đứng đây nha. Liếm rồi làm trò thôi ạ. Liếm nhau rồi thế em đấy là định làm trò thôi. Mẹ à, mấy thằng có khích ấy, liếm hộ em phát. Em sợ quá. Em là Sơn Nguyễn. Số của em là 0398 824111. Có mấy thằng tàu ngồi mình chiến hạm điện thôi em tiếp hết. Mấy không có lợ này làm trò với em. Nhưng xin ghi chú mà các cụ này em chưa có rượu chè gì đâu. VV1 tin tức cập nhật liên tục 24 giờ trong ngày. Các cụ mà nghĩ em đang rượu chè là đang nghĩ sai của em ấy. Sửa xe theo kế hoạch thôi ạ. Hôm nay em cũng xin thông báo luôn đấy, có tàu ngầm hay chiến hạm nào ấy thì cứ gặp em. Em ở Gia Độc, Nhật Tân. Em ở Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương. Em cái em toàn mấy con lợn này, kiểu như là biển nạo, xong rồi khám xe, xong rồi không có kính kẹt nọ kia, làm như đúng rồi. Ô, mấy con lợn. Thôi, nó không có việc gì thì em xin phép, bởi vì là em không tiện đọc comment. Em tưởng là mấy của lợ đi mẹ, tưởng em tưởng thằng nào liếm mà em phát đi mẹ, cái loại thành phần mà người dân có khích. Xin lỗi gặp em một cái, em xin lỗi bởi vì cái tử đệ mà em nó hơi nhiều, nhưng bởi vì em không thích cái kiểu làm việc của chúng nó kiểu này. Em nước biển nạ, cái nạ tuổi gì kẹt kính mới kẹt lọ, mẹ cứ làm trò. Thôi em xin phép, để em xem con lợn nó theo em không, mẹ chúng nó tuổi gì. Em xin phép Google. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào cái nút subscribe đăng ký kênh YouTube của mình.